Bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Hoàng Đình Hữu Hạnh đang rất sẵn sàng để có thể tư vấn cho quý vị cùng gửi lời chào đến với khách mời của chúng ta. Xin chào bác sĩ ạ. À. Kính chào MC Diễm Loan, kính chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên xin nhờ bác sĩ chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là bệnh mất ngủ mình nên định nghĩa theo y khoa đó như thế nào ạ? À? Mất ngủ là một cái tình trạng mình ngủ không có đủ thời gian so với lại cái giấc ngủ sinh lý của cùng độ tuổi. Ví dụ như độ tuổi trẻ sơ sinh thì bé sẽ ngủ khoảng từ 18 cho tới 20 tiếng. Nhưng người trưởng thành thì chúng ta sẽ ngủ khoảng tầm 6 đến 8 tiếng. Người lớn tuổi chúng ta sẽ ngủ dưới 6 tiếng. Như vậy thì nếu những cái tình huống nào các bạn quý vị khán giả cái thời gian ngủ ít hơn độ tuổi của mình thì sẽ xảy ra cái chuyện tình trạng là gọi là mất ngủ hay gọi là giảm ngủ. Dạ, và người ta có cái câu là ăn được ngủ được là tiên, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình ngủ không có được. Vậy thì nguyên nhân nó đến là do đâu ạ? À? Hiện nay người ta nghiên cứu rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta sẽ tạm chia ra làm hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân nguyên phát, nguyên phát có nghĩa là tự nhiên cơ thể của mình nó 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 làm chuyện đấy, nó không có nguyên nhân. Nguyên phát, nguyên phát có nghĩa là tự nhiên cơ thể của mình nó 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 làm chuyện đấy, nó không có nguyên nhân. À, tự nhiên một ngày nào đó có một cái à, từ từ à, những cái chất lượng giấc ngủ nó kém thời gian ngủ mình kém lại chất lượng ngủ sâu của mình cũng kém lại và, và rồi đến một ngày nào đó mình có thể mình mất ngủ trắng à, à, nguyên nhân à, thứ phát có nghĩa là nó xảy ra sau một cái bệnh nào đó ví dụ một cái đơn giản là viêm dạ dày à, ngày tối hôm đó mình ăn nhiều axit quá nhiều chua vị chua quá thì hồi, tối đó mình đau dạ dày thì mình có thể là làm mất đi các giấc ngủ ban đêm hoặc là tối đó mình làm việc căng thẳng mình có cái việc gì đó mình suy nghĩ thì mình cũng làm cho mất ngủ và cái nguyên nhân thứ hai mà người ta để ý tới là nguyên nhân cấp và mãn mãn tính nếu mà bị trước ba tháng thì mình gọi là nguyên nhân cấp tính còn nếu như mình bị mất ngủ mà kéo dài hơn 3 tháng thì gọi là nguyên nhân mãn tính. Ngoài ra còn có một cái định nghĩa một cái nguyên nhân về rối loạn giấc ngủ mà à, chúng ta thấy là rất là hữu ích cho quá trình điều trị là nó có ba cái, ba cái chia nguyên nhân. Thứ nhất là những nguyên nhân nào làm cho chúng ta đầu giấc khó ngủ. À, chúng ta nằm trằn trọc, chúng ta nằm băn khoăn lăn qua lăn lại rất là khó ngủ thì đó là khó đi vào giấc ngủ. Yeah. Nguyên nhân thứ hai là khi chúng ta đi vào giấc ngủ rồi nhưng mà chúng ta không thể duy trì giấc ngủ được kéo dài. Chúng có thể ngủ 2 tiếng, 3 tiếng rồi chúng ta thức giấc có thể là do đi tiểu đêm, cũng có thể là khúc đó người ta khó thở hay ngáy làm cho ngưng thở hoặc là có những cái nguyên nhân tiếng ồn hoặc là những cái điều kiện mà thu xếp giấc ngủ không tốt. Và cuối cùng hết là nguyên nhân là khi thức giấc như vậy chúng ta quay lại giấc ngủ không được nữa. Như vậy thì với ba nguyên nhân đó thì tùy theo nguyên nhân mà chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị thưa bác sĩ, như vậy thì bây giờ triệu chứng biểu hiện như thế nào để Loan biết thật sự mình bị mất ngủ chứ không phải là do mình đang tưởng tượng ra hả? Giấc ngủ mình nó có nhiều cái cấu trúc, nhiều cái giai đoạn. À, với giai đoạn cấu trúc giấc ngủ mà à, ngủ nông có nghĩa là ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì gần như người người bệnh mình ngủ lơ mơ, có nghĩa là ngủ vào giai đoạn 1 và cùng lắm là giai đoạn 2. Nhưng cái quý nhất của cái giấc ngủ là cái giai đoạn 3 và giai đoạn 4 đó là giấc giấc ngủ sâu. Yeah. Khi mình ngủ sâu nó chiếm khoảng tầm mà từ 20 tới 30% của cái tổng cái thời gian mình ngủ. Thì khi mình ngủ sâu như vậy thì mình sẽ được hồi phục toàn bộ về thể chất và cũng như là hồi phục về tinh thần. À, ở người lớn nếu ngủ ít hơn 4 giờ thì rõ ràng, rõ ràng người bệnh có cái cái chuyện gọi là à, mất ngủ dạ như vậy thì nếu quý vị thật sự có biểu hiện như bác sĩ vừa chia sẻ thì mình mới làm mất ngủ còn nếu không thì mình sẽ cần phải tập trung để ngủ tránh cái chuyện là chúng ta cứ tự nghĩ là mình bị mất ngủ lại càng làm mình khó ngủ hơn đây là cái trường hợp mà Loan đã từng gặp rồi luôn bác ạ à. và cuối cùng thì phải là vấn đề tâm lý thay vì là vấn đề điều trị à còn về vấn đề điều trị thì sao ạ à? nếu mà một người bị mất ngủ thì điều trị có khỏi được hay không ạ à? à nó tùy vào các nguyên nhân, yeah. à, cái nguyên nhân mà chúng ta hay thường gặp ở cái cuộc sống hiện đại giờ à, đó là nguyên nhân à, về à, stress, nguyên nhân yeah. về tâm lý. thì à, khi mình có stress, mình rối loạn lo âu, nếu không được điều trị sớm thì mình sẽ dẫn tới cái câu chuyện mà mất ngủ. À, rồi những cái lo lắng, à, những cái stress hoặc là những cái bệnh đi kèm, ví dụ như có đái tháo đường, những cái bệnh mãn tính như đái tháo đường, à, những bệnh về tim mạch, những bệnh về dạ dày thì chúng ta phải nhanh chóng Chữa và điều trị những cái bệnh mãn tính để đừng ảnh hưởng tới tới giấc ngủ còn những cái nguyên nhân mà nguyên phát thì hầu như hiện giờ chúng ta chưa có điều trị được những nguyên nhân thứ phát thì chúng ta có thể điều trị được à, chúng ta có thể điều trị phục hồi thì khoảng à, 30 phần trăm cho tới 40 phần trăm nếu chúng ta phát hiện sớm từ những cái nguyên nhân thứ phát thì đều có thể điều trị phục hồi hoàn toàn dạ, à, hiện nay là thế mọi người hay nói là à, hãy tập yoga đi hãy thiền đi thì chúng ta sẽ có cái giấc ngủ tốt hơn Ờ điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Thật ra thì ở trong rối loạn giấc ngủ, những cái nghiên cứu và rối loạn giấc ngủ, người ta sẽ có một cái khái niệm gọi là thu xếp giấc ngủ. Ừ. À, như vậy thì thu xếp giấc ngủ là thế nào? À, chúng ta có thể à, thu xếp những công việc nè, thu xếp những cái giải trí nè, một cái giấc ngủ sinh lý mà bình thường thông thường chúng ta nên ngủ vào trước 11 giờ và chúng ta thức giấc khoảng từ 6 giờ, từ 5 tới 6 giờ là rất là thích hợp cho những cái giấc ngủ ngủ sinh lý. Như vậy thì thiền và yoga thì như thế nào? Nó giúp cho cái tinh thần chúng ta giống như là làm sạch, làm sạch cái tinh thần cho chúng ta sẽ loại bỏ những cái suy lo âu, loại bỏ những cái căng thẳng để giúp cho chúng ta gọi là có một cái giấc ngủ sâu hơn. Thì như vậy thì vô hình chung yoga và thiền là gì? Là một cái cách thu xếp giấc ngủ để loại bỏ những cái ý À, những cái ý tưởng những cái lo lắng những cái mà chúng ta còn động lại ở ở ở trong cái đầu chúng ta và chúng ta nên chuẩn bị cho mình à, để đi vào giấc ngủ như thế nào để giúp cho chúng ta dễ ngủ hơn và ngủ ngon hơn ạ à? à, chúng ta nên à, có ban ngày chúng ta một có một cái hoạt động thể chất một chút à, chúng ta có thể đi bộ à, chúng ta sẽ chọn sáng sớm đi bộ hoặc là sau khi ăn cơm tối à, chúng ta có thể đi bộ nhẹ nhàng À, đi bộ nhẹ nhàng 15 cho tới 30 phút à, sau bữa ăn tối cách 1 giờ và trước 2 giờ đi ngủ thì là giúp cho chúng ta dễ ngủ nhất. À, ngoài ra nếu mà bạn nào khó ngủ thì có thể dùng những cái phương pháp mà dân gian như chúng ta có thể ngâm chân à, nước nóng một tí hoặc là uống một cái cốc sữa nhỏ à, trước 30 phút chúng ta đi ngủ. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng nếu mà khó ngủ hơn nữa, chúng ta sẽ tập lại cái thói quen. À, ví dụ như là mình định ra với gia đình của chúng ta à, tập một cái phản xạ có điều kiện là 10 giờ hay là 11 giờ thì tắt đèn cả gia đình chúng ta đi ngủ chung có nghĩa là tới giờ đó thì hóc môn sẽ tiết ra và những cái ánh sáng sẽ được tắt thì những cái melatonin những cái hóc môn ngủ sẽ giúp cho chúng ta cảm giác buồn ngủ và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn à, về cái cách bố trí của phòng ốc chúng ta cũng nên ánh sáng nè âm thanh độ ồn cho nó phù hợp để à, có một cái giấc ngủ nó tốt hơn đừng vì những cái điều kiện đấy mà đánh thức giấc ngủ chúng ta dậy còn về ăn uống chúng ta có thể dùng những cái thực phẩm những cái hoa quả mà màu xanh như là rau cải nè, rồi táo nè, để giúp chúng ta có nhiều cái serotonin, đó là những cái hormone mà giúp cho chúng ta ngủ thật tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. À. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình ngày mai.